Hai xin mến chào tất cả cô chú anh chị đến với kênh Đam mê cây cảnh mini nha. Và hôm nay thì là ngày 21 tháng 9. Nó hôm nay thì con xin lên chia sẻ với tất cả cô chú anh chị cách mà để con làm những cây mini này như thế nào ha, từ nhỏ cho đến lớn. Nói chung là từ không có cây gì luôn mà thành được một cây mini này bằng cách là ươm hộp nha cô chú anh chị. Ươm hộp linh sam ha. Và mình thích giống gì thì mình lọ ươm giống đó ha. Hoặc là mình nhâm nhánh vẫn được đó. Và đây là những cây mini mà con làm là giờ đã 4 năm 4 tháng mấy 5 tháng tuổi rồi ha. Đây con uống rất là nhiều dáng luôn nha cô chú anh chị. Nói chung này là theo ý thích của mình thích dáng nào mình uống dáng đó hả. Nói chung là mình tự tạo ra một cái tác phẩm dành riêng cho mình á, những cái đường cong là theo ý tưởng của mình luôn đó. Cái camera còn nó hơi cùi cho nên nó bắt nét không có được gần nha cô chú anh chị, mong cô chú anh chị thông cảm ha. Đó thì đầu clip con sẽ quay sơ sơ những cây mini quái mà con đã làm trước đó. Có cả cây đổ nữa nè cô chú anh chị, thì tùy cô chú anh chị thôi đó. Mình thích đổ thì mình quấn đổ, mình thích quấn quái thì mình quấn quái. Nói chung là mình tự làm những cái đường co lắc theo ý thích của mình đó. Và mình tự tạo ra một cây mini mình chơi ha. Rồi sau đây con sẽ chia sẻ cái cách mà con đã ươm hộp và nuôi nó như thế nào. Đó, rồi bắt đầu nha cô chú anh chị ơi. Rồi hôm nay con xin chia sẻ với tất cả cô chú anh chị cách mà con ươm hộp linh sam. Thì đây là trái của linh sam nha cô chú anh chị, nhưng mà trái này nó còn non, nó chưa có già ha. Khi nào nó già nó sẽ lên no cái trái này hết. Thì trái này còn non là mình không lên hái nha. Đây là lúc bắt đầu đầu tiên nha cô chú anh chị. Và đây là trái linh sam đã chín, để con đợi còn tí. Đây thì trên màn hình của chú anh chị cũng có thể thấy đây là những cái trái linh sam ha. Để con bẻ nó xuống nha cô chú anh chị. Trái linh sam mà nó già rồi thì cô chú anh chị hái xuống ha. Và đây, sau khi mình có những hộp linh sam như thế này rồi, và mình bắt đầu bước tiếp theo, đó là mình giải xuống mặt chậu. Đây mình chuẩn bị một cái chậu nha. Chậu này thì chắc trồng gì cũng được, nói chung là nó có giữ ẩm là được. Thì cây nó mini nó sẽ lên từ từ ha. Đó, yêu cầu nó có giữ ẩm thôi. Nó sau khi mình bẻ hộp rồi, mình phơi nắng cũng được, mình khỏi cần phơi nắng cũng được ha. Mình có cái chậu trống như thế này, mình rải xuống. Và đây là những cây con rải đã một tháng mấy nha cô chú anh chị. Nè, nó lên những cây mini nè. Cái này á là do con rải với số lượng nhiều, với lại con tận dụng những không gian chậu mà con đã bỏ trống ở dưới thì con ươm ha. Thì cô chú anh chị mình có những chậu nhỏ 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 sẵn á, mình để từng hộp vô chậu cũng vẫn được nha cô chú anh chị. Đó. Cũng như đây là một hộp nè, xong rồi mình bỏ riêng một chậu luôn. Vì vì khi cô chú anh chị mình ươm trong một cái chậu riêng á thì mình sẽ không tốn công để mình nhổ ra ha, vì cây nó mất sức. Nhưng nếu như cô chú anh chị trồng như thế này thì nó sẽ tiện lợi và gọn nhẹ hơn, tại vì mình có một chậu thôi. Mình bẻ rất là nhiều trái vô, cũng như là trái linh sam siêu bông nè, linh sam chùm chuỗi nè, linh sam hồng phấn nó vẫn có trái nè, linh sam tím than nó cũng có trái luôn. Nó linh sam tím than có trái luôn nha cô chú anh chị, và linh sam trắng chùm phớt hồng của chú anh chị nó vẫn có trái luôn. Thì mình hái vô, mình rải thí đại đó đi, mình bỏ thí đại. Chừng 2 tháng sau mình quay lại là cây nó như thế này nha cô chú anh chị. Đó, 2 tháng sau mình quay lại mà là cây nó bự như thế này. Đó, sau đó mình nhổ vô chậu ha. Thì cô chú anh chị mình trồng riêng từng chậu ở ngoài á, cái khuyết điểm của nó là mình không có cắt được cái bộ đế ha. Đó. Và những cây này con trồng ở trong một cái chậu lớn như thế này nè. Đó, xong rồi con sẽ nhổ ra từng cây. Nhổ ra từng cây và con sẽ bấm đi cái rễ cái của nó. Vì nó có một cọng rễ ăn xuống của chú anh chị. Mình bấm đi cái rễ cái nữa, để rồi mình trồng lại, mình bỏ vô mát chừng 3 bữa nha cô chú anh chị, rồi mình đem ra nắng. Thì cây này con cũng bấm bấm và bỏ vô mát 3 bữa và con đã đem ra nắng 2 bữa rồi nè. Đó, cây nó vẫn xanh tươi bình thường.
thì lấy cái gì để hình dung, để nhổ, con sẽ nhổ một cây nha. Này, con sẽ nhổ một cây lên. Đây, thì như cô chú anh chị có thể thấy nè, cái cây linh sam khi mình ươm hộp á, cái bộ đế của nó rất là xấu. Đây, bộ đế của nó chỉ ăn ra được có một cái rễ cái như thế này thôi, và sau đó nó sẽ ăn ra những dãy con từ từ. Thì bộ đế như thế này cô chú anh chị thấy là rất là xấu đúng không? Nhưng mà khi mình dùng thủ thuật mình cắt nhẹ vậy thôi. Đây, nó dạ, cái này con cầm một tay con bấm nó không ấy. Đó, thì mình thủ thuật mình dùng thủ thuật mình cắt nhẹ vậy thôi cô chú anh chị, thì những cái rễ nó sẽ ăn bám vào xung quanh và cái bộ đế nó sẽ ra nhiều rễ và đẹp nha. Còn nếu như mình sợ cây nó chết á, mình để như thế này mình trồng luôn thì cây nó rất là xấu nha cô chú anh chị. Đó. Còn nếu không cái phương pháp khác nữa thì mình quắn rễ lại nha cô chú anh chị, mình không cắt mình có thể quắn rễ lại luôn đó, quắn rễ lại luôn ha. Rồi sau đây là khi mình xử lý cái cây mà mình nó ươm hộp để cho bộ đế nó ra nhiều rễ và đẹp nha cô chú anh chị. Có thể là nó ra 24 giờ luôn đó, và con sẽ làm cách bước tiếp theo nha. Và sau khi mình đã làm như thế này rồi, mình chuẩn bị một cái chậu đen ha, tùy theo cô chú anh chị thích cái cây bự hay nhỏ mà mình chọn cái chậu cho phù hợp ha. Còn con thì thích cái cây nó lớn hơn thì con sẽ vô cái chậu này và con nuôi dưỡng tiếp tục ha. Thì chất trồng của chú anh chị cứ chọn chất trồng là sơ dừa rơm mục đó, sơ dừa rơm mục cho với cháu đó, thành phần đó của chú anh chị vô đều ha, là 25% 25% 25%, 4 loại. Còn cái này thì con hiện tại là sử dụng sơ dừa không của chú anh chị, cho hiện tại chỗ con vẫn còn giãn cách theo chỉ thị 16 á, cho nên không mua chất trồng được. Đó, cho nên con demo thôi, sơ dừa không rồi ha. Cái này thì con demo thôi, chứ thực ra chắc trồng sơ dừa nó mắc lắm cô chú anh chị ơi. Trồng mà để bán là trồng sơ dừa không là xỉu á. Còn nếu như mình trồng chơi thì không gì hết. Đó, sau khi mình trồng mình ém như thế này ha, thì cái bộ rễ của mình á, mình đã cắt đi cái rễ cọng đó rồi, rễ cái á, nó cho nên nó ra những cái rễ nhỏ sao sao sẽ rất là nhiều rễ và đẹp ha. Thì cây cắt như vậy cây nó sẽ không sao đâu cô chú anh chị yên tâm. Thì sau khi mình đã trồng xuống như thế này rồi, mình bỏ ở trong bóng râm, mình bỏ ở trong bóng râm là 3 bữa, xong mình đem ra nắng nha cô chú anh chị. Thì từ một cái hộp mà nó lên được cái cây mà một gang như thế này là cũng là 3 tháng mấy rồi đó cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị thấy vậy chứ không có mất nhiều thời gian đâu. Tại vì từ khi mình có, mình làm một cái chậu, mình làm một cái chậu bự như thế này đi, mình gãy hộp xuống, rồi sau đó mình đi làm công việc của mình, thì một ngày mình chỉ cần 2-3 bữa mình chỉ cần ra tưới nước nó thôi. Đó. Và cái thời gian sau thì 3 tháng mấy sau là mình có cả chục, hàng chục, hàng trăm cây mini về mình chơi rồi. Nó xong lúc đó mình vô mình quắn thôi ha. Rồi con tiếp tục chia sẻ tiếp nha. Đây, xin mến chào tất cả cô chú anh chị ha. Và sau khi mà con đã nhổ từ một cái cây mà trồng trong chậu bự ra rồi, thì con sẽ vô lại cái chậu C5 và con sẽ vô ngắt lá. Là mình thuần chậu này lại là khoảng chừng 15 ngày nha cô chú anh chị. Nó mình thuần chậu cái cây khoảng 15 ngày sau thì mình sẽ lấy ra mình uống ha. Thì giấc này mình sẽ ngắt lá nó đi và mình vô dây. Đó. Dây thì mình sử dụng cái loại dây theo tùy theo cái kích thước của cái thân cây nha cô chú anh chị. Thì dây này con đang sử dụng là dây 1 ly. Và sau khi cái quá trình này thì mình sẽ uống cái cây. Uống cái cây theo cái ý tưởng và cái những cái đường co mà mình thích ha. Và sau khi mình uống như thế này cô chú anh chị, mình cũng không cần mà cầu kỳ quá đâu. Tại vì mình uống những cái đường thăng mà quái đó. Mình uống như đường thăng quái theo ý thích của mình. Và thậm chí là uống những cái dáng mà từ trước tới giờ chưa bao giờ uống, chưa bao giờ ai uống. Đó.
đơn giản và như vậy thôi. Cho trí tưởng tượng cái bay bổng như thế này đi, để không làm mất thời gian của cô chú anh chị ha. Đó, trí tưởng tượng nó cứ bay bổng như thế, như vậy thôi. Rồi, nó bị gãy cái đọt rồi cô chú anh chị ơi. Nhưng mà không có gì hết ha. Cái đọt nó còn mềm quá, do con mạnh tay quá. Đó. Rồi, cái cây thì mình cứ quấn quái khí đại vậy thôi. Còn sau này nó lớn như thế nào thì mình sẽ cắt tỉa nó ha. Nó thì cũng như cây này, thì con quấn quái như thế này. Và con chừa cái phần dây này lại, sau khi nó ra đọt nữa thì con sẽ quấn con vô nữa. Đó, rất là đơn giản đúng không cô chú anh chị? Và cây này là 4 tháng mấy tuổi nha cô chú anh chị. 4 tháng mấy tuổi rồi đó. Và như vậy thì mình cứ tiếp tục nuôi thêm thôi cô chú anh chị. Mình cứ tiếp tục nuôi thêm thôi. Rất là đơn giản ha. Đó, để có một cây mini như thế này. Từ một cái hạt như thế này nha cô chú anh chị, mà mình nuôi 4 tháng sau và lên được một cây mini như thế chơi ha. Mình đâu có cần mua tốn tiền đâu cô chú anh chị. Đấy, rất là đơn giản luôn. Clip này của con tuy nó hơi dài nhưng mà con chia sẻ rất là hợp tình. Thì nếu như cô chú anh chị thấy thích video này và những gì con chia sẻ, thì mong cô chú anh chị đăng ký kênh con và chia sẻ video để mình cùng lan tỏa những cái đam mê yêu thích cây cảnh ha. Và nhất là những cây bonsai mini nha cô chú anh chị. Nó nếu như cô chú anh chị á không thích nuôi nó lớn nữa, tại vì cái ý tưởng của con nuôi nó tới gần bằng ngón út lần, cho nó rất là khúc khỉu và quái luôn. Nó cũng như là những cái bonsai mà mini mà của người Nhật người ta làm vậy đó. Đó. Thì nếu như mình không thích nó lớn nữa thì mình vô một cái chậu nhỏ như thế này nha cô chú anh chị. Đó, mình cứ bẻ những cái đường co cực kỳ quái theo cái suy nghĩ của mình và mình cảm thấy đẹp là được đó cô chú anh chị. Này, mình cứ bay lắc theo cái suy nghĩ của mình thôi, tại vì những cây này là mình tự ươm ra và tự trồng cho nó lớn, và mình tự uống những cái đường thân của ý thích của mình đó, thì mình tự tạo ra một cái tác phẩm cho mình ha. Và những cây này là trong thời gian tới con cũng có giao lưu luôn nha cô chú anh chị. Đó. Trong thời gian tới con cũng có giao lưu luôn. Và sắp tới thì con cũng có chia sẻ với tất cả cô chú anh chị cách dâm cành sam hương nè, rồi cách dâm cành hồng ngọc mai và dâm rễ hồng ngọc mai. Và những gì con biết trong 2 năm qua, thì nếu như cô chú anh chị muốn theo dõi những clip đó nữa thì cô chú anh chị đăng ký kênh và bấm chuông nha cô chú anh chị. Đây, ý tưởng của con là cây này thì nó cỡ ngón út và nó cao như thế này đó, thì cô chú anh chị mình tưởng tượng theo cái trí tưởng tượng của mình ha, nó út mà, và những cái cua này nó rất là khắp kiểu và nó ngặt. Còn không thì mình chơi những cây mini. Rồi, từ một cái hạt giống linh sam, thì hồi nãy con cũng có nói rồi, thì linh sam này nó có hạt là một là song hình, hai song hình lá kim, song hình lá lớn thì nó đều có trái, và cây linh sam hồng phấn nó cũng có trái luôn, cái linh sam tím than cũng có trái luôn. Nó từ một cái hộp mini như thế này. Đây là hộp của thằng linh sam
ở sông Hình Lá Kim nè. Thì hạt giống mà con đã hái và tích lũy được rất là nhiều, cỡ khoảng 3.000 hộp nha cô chú anh chị. Thì mình chỉ cần việc hái và ươm thôi, rất là đơn giản như nãy giờ con chia sẻ. Rồi con xin mến chào tất cả cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị thấy video này hữu ích, xin đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ con ha. Rồi con xin chào tất cả cô chú anh chị. Chúc tất cả cô chú anh chị có những cái tác phẩm bonsai mini theo ý thích của mình nha. Rồi, xin chào và tạm biệt.